Bây giờ có đồng đạo tu lâu năm mà chưa thấu triệt được cái lý, cái nào giả tướng, cái nào thật tướng. Bây giờ nếu nói xa quá thì hơi khó hiểu. Thôi tôi nói thật gần đi theo. Cái thân này là giả tướng. Cái linh hồn, cái Phật tánh biết được thân này, điều khiển được cái thân này, cái đó là thật tướng. Người ta chấp cái câu niệm Phật, chấp bắt ngồi niệm Phật. Ai là cái người lôi vô bắt mình ngồi niệm Phật đó? Rồi mình niệm nói quá, ai người mình lôi ra để thôi niệm Phật đó? Cái người lôi mình vô niệm Phật, cái người kéo ra niệm Phật, không niệm Phật, cái người đó mới là Phật. Còn cái thân này giả tướng, cái câu niệm Phật giả tướng, cái ngồi niệm Phật cũng giả tướng luôn. Cái cõi trần này tất cả trời đất thì cũng giả tướng luôn hết. Mà cái mình đang viết trời đất, đang viết kinh điển, đang viết thật thánh, đang viết mọi người, đang viết niệm Phật, đang viết niệm kinh, cái người đó là Phật, là thật tướng, bất sinh bất diệt. Nhận ra người này, sống ra người này, tu ngay cái chỗ này thì chắc chắn thành Phật, chắc chắn không nghi ngờ gì hết. Kính thưa quý vị, tôi trình bày đến đây. Quý vị có câu hỏi nào không? Ông Năm ơi, con có nghe người ta nói câu là vô pháp tướng mới là thiện tướng, vậy là sao vậy ông Năm? Đúng là cái câu vô pháp tướng mới là thiện tướng của đồng đạo vừa hỏi, đó là giảng đức thầy trong Diệu Pháp Quang Minh. Chữ vô là không, chữ pháp là vật, chữ tướng là các có hình tướng, tức là bất cứ cái vật nào mà không có hình tướng mới thật, còn cái vật gì có hình tướng đều là giả dối hết. Trước hết cái thân mình có hình tướng là giả dối, nhà cửa có hình tướng là giả dối, cây cối có hình tướng là giả dối, xe cộ có hình tướng là giả dối, trời trăng mây nước núi sông gì đều là giả hết. Bây giờ cái gì không giả? Hiện giờ quý ông con mắt đang thấy nè, đang thấy các vật có hình tướng trước mắt, cái thấy đó, đó là không giả, thật tướng. Hiện bây giờ thiên hạ la ó các ông nghe, cái nghe đó không giả là thật tướng. Vừa thấy nghe liền biết, cái biết đó không giả là thật tướng. Sống ngay cái đang thấy, đang nghe, đang biết, không suy nghĩ lăng xăng lộn xộn, không tìm hiểu bâng quơ, không tin cái gì khác hơn thì người đó là Phật. Tu như vậy chắc chắn thành Phật. Đức Thầy phân tách ra ngay trong con người mình, nó chỉ có hai cái thôi. Một cái chết đi, một cái không chết. Cái chết đó là vật chất. Cái gì mà nó vật chất đó, nhất là sát thân tứ đại này, ngũ quẩn tứ đại, đất nước gió lửa, sinh ra quyết mẹ, nó đã chết rồi, nhờ cái linh hồn vô điều khiển nó mới đi, mới đứng, mới nói, mới làm, mới ăn, mới uống, ngủ thức đều là Phật tánh điều khiển hết. Rồi ngoài cái thân này ra, bàn ghế, nhà cửa, cái gì cũng đều là cái cây chết ta đóng thành bàn ghế, chiếc xe cũng chết rồi ta mới đổ thành chiếc xe, ly bình này cũng chết hết mới đổ thành ra ly bình. Tất cả những vật mình thấy được, rờ được, nghe được đều là chết cả. Cái mà mình đang thấy, đang nghe, đang biết những cái đó, cái biết đó là Phật tánh, cái đó không bao giờ chết, bất sinh bất diệt, nó là Phật vĩnh viễn của mình từ xưa nay. Tại mình không biết đem cái không chết mà chạy theo cái chết để rồi mình chịu chết, chứ không phải đó. Bây giờ buông cái không chết ra thì mình khỏi chết ngay bây giờ. Cái lý này nó tuyệt vời cái chỗ đó, nghĩa là tu thành Phật ngay bây giờ chứ không nói bơi mốt gì hết. Quá ham. Bởi vì cái biết của chúng là Phật. Dạ. Chẳng nói dán dài Phật là tức tâm, thì tâm là cái biết. Đức Phật cũng nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Còn không phải tâm, không phải Phật là cái không biết. Cái không biết thì nó phải chết theo định luật vô thường của đó, có sanh có diệt, theo nhân quả nhân duyên luân hồi sinh tử, có hợp có tan. Còn cái biết là từ ngàn xưa tới ngàn sau nó như vậy, không bao giờ thay đổi, không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Nó như khoảng hư không, không tên, không tuổi, không hình, không tướng, làm sao chết được nó. Có hồi nào giờ có ai đào đổ trong hư không đâu. Mà cái biết này nó siêu diệt hơn hư không, là nó biết được hư không luôn đó. Nó còn cao cả hơn hư không. Cái hư không là mình biết là mình hơn hư không. Nó ngộ được chỗ này rồi, buông hết tất cả, chỉ sống với cái biết của mình thôi, thì ngay bây giờ mình là Phật, khỏi tu ngày nào hết á. Là chủ nhân ông đó, chú. Phải là chủ nhân ông.
Còn bây giờ mình đem cái không chết mà mình đã chạy theo cái chết, tức là vật chất vật lý, mắt thấy được, tai nghe được, rờ đụng được, nó đều đã chết cả. Cái này đem chết, cái biết này chạy theo cái chết cho nên bị chết. Bây giờ buông cái chết ra thì cái biết này là cái biết, không bao giờ ai là chết được. Bây giờ đống lửa cháy ào ào trước mặt đó, mình do mình biết đống lửa cháy, mình thấy đống lửa cháy, mình đã ở trong lửa rồi đó, nó đâu có đốt cái biết mình đó. Rồi đây mình nghĩ dưới sông, cái mình biết dẹp, biết ốc lại như thế đó, mình đâu có bị ngọt đó. Như vậy thì cái biết của mình ở trong tam giới này nó vô qua tự tại, vô ngại, đâu có ai làm gì nó đâu. Mà mình không biết nhận cái chỗ này, mình tìm nhận cái giả này thôi, ôm vô cái giả này không, tôi than, tôi khổ, tôi đau, tôi chết. Cái chân ông đau chứ cái biết của ông đau đâu mà ông khổ. Tại sao ông không chịu nhận cái biết, ông ôm cái chân đi cho ông khổ. Cái đầu tôi nhức chứ cái biết tôi có nhức sao mà tôi khổ. Bây giờ buông cái đầu ra tôi là cái biết thì cái đầu nhức chứ tôi nhức đâu. Buông cái chân ra tôi là cái biết chứ cái chân đau tôi có đau đâu. Thì ngay bây giờ đã hết đau hết chết rồi, đâu có lần tu ngày nào đó. Chỗ này hết chức được tuyệt diệu. Bởi vì cho đến mấy ông hồi đó gần thầy đó, như bác sĩ Lũy rồi đó, là thông minh vừa gì không, mà bây giờ còn kiếm tôi để học đạo rồi. Tôi hỏi làm sao mấy ông kiếm tôi chi gì? Mấy ông nói tại vì hồi đó theo thầy đi đánh giặc rồi không à, chứ đâu có biết cái chỗ giải quyết trình tử đâu. Mà giờ tôi biết chú là người kiến đánh, giải quyết được trình tử luân hồi, tôi cũng được cái ân huệ theo thầy tu về thượng ơn nữa. Nhưng mà về đó cũng còn luân hồi, cho nên bây giờ nhờ chú khai ngộ thấy tránh. Thì nói cho nghe là anh Xúc ngộ liền đó. Đây là cũng là một kiến thức cao. Bởi vì cái pháp môn này nó tuyệt vời lắm, hy hữu lắm. Cho nên thầy nói từ lâu á, nghĩa là Phật nói các pháp cho mình tu. Mấy lúc bán cái tự tánh cho mình cái một để cho mình tu cho bao, phải mất thì giờ, kịp với cơ tận diệt. Muốn ra khỏi tâm giới, môn thấy tấm tuyệt vời, rõ ràng lặng sáng biết, cảm nhận chẳng một lời. Dạ. Chỗ đó cái chỗ cảm nhận chẳng một lời. Chứ chẳng cái lời. Đó luôn. Vì gì cái chỗ đó nói không được. Kêu bằng bất khả tư nghị, không thể dùng cái đầu suy nghĩ đem vô được. Mà tự tánh nó lặng sáng, nó thấy, nó nghe, nó biết lên. Cái đó mới thiệt của mình. Con đường dính dáng với vật chất, vật lý này là con đường sinh tử luân hồi. Còn con đường sống với tinh thần sáng suốt thanh tịnh rõ biết là con đường giải thoát sinh tử. Thành ra hai chữ giải thoát là như vậy. Nếu mình đi theo cái Phật tánh thanh tịnh lặng lẽ sáng biết, lúc nào cũng thấy cũng nghe cũng biết, thì đó là con đường giải thoát về thế giới mười phương chư Phật. Còn ngược lại, mình đi theo cái vật lý vui buồn thương ghét phải quấy tốt xấu lành dữ, thì con đường luân hồi sinh tử. Hiểu rành hai cái con đường đó thì mới gọi là hiểu được giác ngộ và giải thoát. Dạ. Nghĩa là mình leo lên đầu sào trăm trượng rồi. Dạ. Tức là mình tu đến cái chỗ là giải quyết sinh tử, nhưng mà mình còn chấp cái ta, cái thân này, cho nên bao nhiêu nghiệp chướng nó còn đeo mình không giải thoát được. Bây giờ phải buông cái thân này luôn. Mình là cái biết chứ không phải cái thân nữa. Cái thân này nó già, nó bệnh, nó chết là chỉ có nó. Tôi là người đang biết, không có dính dáng gì với nó hết. Thì ngay đó đó mình mới giải quyết được sinh tử luân hồi. Ngay đó đó mình mới là đồng với thế giới mười phương chư Phật, sống với con người chân thật của mình, không còn lầm lạc nữa. Cái thấy xưa nay trên định kiến trở thành tập nghiệp thói quen lâu. Cái thói quen mình để chưa thấy là mình muốn thấy cái này, mình muốn hiểu cái kia, muốn biết cái nọ. Dạ, dạ. Do đó mà thấy cái vọng thức không xài được. Chưa nghe, chuẩn bị nghe gì đó, chưa thấy muốn nhìn chuyện cạn sâu. Đó, chưa thấy thì muốn đi tìm thêm, chưa nghe muốn nghe, cái đó là vọng thức, bỏ hết cái đó. Dạ. Nghe thấy đã rơi vào vọng thức, chẳng còn nghe thấy lúc ban đầu. Đó. Thử xem không chuẩn bị gì cả, nghe thấy thường hằng có mất đâu. Mình không có chuẩn bị gì hết trơn, cái gì đến nó nghe, cái gì đến nó thấy, lúc nào cũng thấy hết, đâu có mất chút nào đó. Sống như cái đó là Phật tánh. Đạo thiền rất tinh tế, đối sự vật hiện tiền, khi thấy rõ ràng thấy, khi nghe thấu suốt liền. Đó, nghĩa thấy là thấy rõ ràng, nghe thấu suốt liền, chứ không có suy nghĩ, không đem cái đầu vô.
không để cho nó tính toán gì hết. Không thêm cũng không bớt, không vật gì can vào, biết rõ ràng thực tại, sanh tử khổ được sao? Ngay chỗ này là không có sanh tử luân hồi, chỗ này là giải thoát hoàn toàn. Nơi sáu căn thiết duyên, chúng ta còn dương dấn, biết rằng rất là mê, bước đi chẳng tinh tấn. Đó, sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần mà mình còn dương dấn đó, thì đức mình còn lầm. Tiểu tu mình không tiến, thấy đừng cho dương dấn gì hết, qua rồi thôi, không trụ, không mắc gì hết. Chân trời của thấy nghe, khi thinh sắc rơi vào, thật rõ ràng minh bạch, nghe thấy chẳng tiếng sao, thấy chưa? Sắc nó rơi vào, thinh nó rơi vào thì mình minh bạch cái nào có nấy rành rẽ, không có làm cho tâm mình sao động gì hết. Khi lao theo phiền não quên sự thật chính mình, trần vào không nhất niệm, lòng tự thấy tự minh. Mình lao theo cái vọng trần cho nên mình quên mất ông Phật đi. Còn bây giờ không có lao theo vọng trần thì tự thấy tự minh, đâu có mất chứ mà. Trần vào không nhất niệm tức là mình không khởi theo cái trần vào vọng trần một cái niệm nào hết. Phải quấy lành giữ tốt xấu việc của ta trả cho ta hết. Yeah. Ừ, thì tâm mình nó tự sát. Khi chúng ta tiếp xúc là đã đủ các duyên, nghe thấy chỉ nghe thấy đủ rồi chẳng bớt thêm, còn ham muốn phải dư thừa, sự thật mất hãy ráng chừa. Khi biết đủ tâm từ bi cứu giúp đời chẳng thiết chi, buông xả hết sáu căn đi, ở cõi thế đâu bận chi. Hay ra sự thật không sinh diệt, các pháp cũng đồng tự tánh chân, trăng lội trong hồ không giận nước, hoa vàng rộ nở đón chào sinh. Cũng như tới đây là đắc đạo luôn rồi đó. Hay ra sự thật không sinh diệt, tức là mình biết được mình có cái tánh Phật không sinh diệt rồi, các pháp cũng đồng như tánh chân, các pháp vạn vật cũng đồng có tánh Phật đó, thì tất nhiên là sống ở cõi trần này như trăng lội trong hồ, không có nhiễm ô, không có dính mắt nữa. Trăng lội trong hồ không giận nước thì hoa vàng rộ nở đón trào sinh, tất nhiên là trí huệ nó khác chút, còn lầm mê nữa. Quá hay. À, kính thưa quý vị, cái người tu mà trụ nơi chỗ không gian, tức là trống rỗng hư không đó, thì không có chỗ nào nương dựa để mà nó sanh thất tình lục dục được. Vì vậy mà trụ cũng như không trụ, bởi vì mình không có cái tướng trụ, không lập ra cái hình thức để trụ, mà lúc nào nó cũng không duyên theo trần cảnh, không dính theo sắc tướng, không động theo âm thanh, tức là trụ vào chỗ không gian, được tâm như khoảng không gian, không còn chỗ dụng để sanh thất tình. Là cái đại ý nó như vậy. Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ cho A Nan và đại chúng muốn tu giải thoát phải tu trong sáu căn. Vậy thời mạt pháp này chúng con nên tu theo căn nào để tịnh tâm đi đến giải thoát? Dạ, kính thưa Đức Phật, nếu theo ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chẳng những lời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà lời của chư Phật ba đời, mười phương chư Phật ba đời cũng đồng thinh nói rằng: này A Nan, luân hồi sanh tử cũng nơi sáu căn, mà chứng cái quả diệu thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác cũng ngay nơi sáu căn. Đó, nếu mình để cho sáu căn làm chủ, lôi kéo mình vào con đường sanh diệt, thì mình phải đi theo sáu nẻo luân hồi. Trái lại, lấy chân tâm làm chủ sáu căn, đem sáu căn về Phật tánh, thẳng sàng, rõ ràng, thanh tịnh, rỗng lặng, sáng biết, như như bất động, thì sẽ chứng cái quả của mười phương chư Phật, đó là diệu thượng, chánh đẳng chánh giác, chứ không có pháp nào khác. Yeah. Là cái tâm chưa, tâm không an mà những vấn đề phiền não trong gia đình cứ đem tới. Đó, vấn đề đó giờ ông Năm trợ giúp. À, kính thưa quý vị, vấn đề tâm không an thì bây giờ mình dẫn cái câu chuyện của Huệ Khả nói với Đạt Hòa Tổ Sư. Huệ Khả nói: bạch Tổ Sư, con không được an tâm, nhờ sư ban cho cái phép an tâm. Thì Đạt Mẫu Tư, Đạt Mà Tổ Sư nói: người đem cái tâm không an ra đây, ta an giùm cho. Thì ông Huệ Khả, ông suy nghĩ, ông tìm hoài, kiếm cái tâm nó không được.
cuối cùng nói bạch ra mà sư phụ, con tìm cái tâm không an đó không được. Thì Đạt Ma Tổ Sư nói ta an tâm cho ngươi rồi đó. Cái ý đó hết sức là tuyệt vời đó. Nếu cái tâm không an của ông là thật thì ông phải đem ra được. Còn nếu ông đem ra không được thì nó vốn là không thật. Tại mình chấp cho mình là không an thì nó không an. Chứ cái không an này nó không có hình tướng, không có gì hết. Tại duyên theo cảnh nó sanh vậy thôi. Cái thật của ông vốn nó an chứ không phải không an. Cái ý tổ muốn nói rằng cái tâm không thật đó, mình đang biết cái không thật, thì cái biết đó là an tâm. Cho nên tổ hỏi tới đó thì tổ nói ta an cái tâm ngươi rồi đó. Tức là cái người đang tìm cái tâm không an, cái người đang kiếm cái tâm không an, cái người đó là cái tâm, chứ không phải cái tâm ở ngoài nữa. Vì rồi nâng ra đó tức là an tâm. Cái ý nó là như vậy. Còn như ông, đối với bên ngoài thì dễ mà đối với gia đình thì khó. Là tại vì mình chấp thật. Đừng chấp thật nữa là dễ. Gia đình cũng là chiêm bao mà ở ngoài cũng là chiêm bao luôn. Cái tánh Phật của ông là thật, cái cảnh bên ngoài mắt thấy tai nghe đều là chiêm bao. Dù người trong gia đình hay dù người ngoài gia đình, ngoài xã hội gì, ông thấy, nghe được, gặp người đó đều là chiêm bao hết. Nếu quả là chiêm bao không thật thì dù gia đình hay ở ngoài tâm ông vẫn yên. Còn nếu ông thấy người trong nhà mà làm cho ông không yên, người ở ngoài ông tu được thì đó là ông có hai cái tướng rồi. Cái người ngoài thì ông thấy giả mà cái người nhà ông thấy thiệt. Bây giờ người nhà cũng giả, người ngoài cũng giả thì coi bình đẳng như nhau thì ông không còn bị vướng cái đó nữa. Bước lên một bước nữa ông nhìn mọi người chung quanh ông đều là chiêm bao. Đó. Phu thê nghĩa nặng còn ly biệt, ân tình nghĩa nặng cũng phân ly. Đó. Cũng như là bầy chim nó đậu chung một cái đám rừng cây, sáng mạnh ai lấy bài, vậy là sao, không có cái gì thật hết. Hiểu được như vậy, không chấp thật thì cái tâm mình nó yên, không bận biệu với ngoại cảnh nữa. Còn mình chấp thật thì bị vướng liền. Ông đi ra khoảng hư không thì ông không bị ngại gì hết. Mà ông đi cái chỗ có phải đụng bàn, đụng ghế, đụng nhà, đụng cửa. Mình chấp thật cũng giống như đi chỗ có. Mà mình cho là dạng vật đều chiêm bao thì đi ngoài khoảng hư không, không có dính dáng gì hết. Cái người mộng du đó, đó cái chuyện này mình nói nó như là quan đường ấy, nhưng mà có thật. Cái người mộng du đó, trong lúc họ bị mộng du rồi, họ thấy rằng dạng vật không có gì hết. Cho nên họ có thể đi lên một sợi dây chì phơi quần áo đó. Mịt mịt thường không té không gì đó. Mà mình kêu họ giật mình, cái họ nhớ trực lời là họ té chết đó. Đó là như vậy đó. Mình thấy tất cả đều mộng thì đi không có bị chướng ngại hết. Mà mình thấy thật đụng liền. Nó tuyệt vời là chỗ đó đó. Ông thấy cái bàn này thật, cái nhà thật, ông đi đụng cái dách này vội rồi. Còn cái bực Phật Thánh ta dòm thấy cái nhà này cũng không, bức này cũng không. Ta đi ngang qua bức tường, không có đụng cái gì hết. Chỗ này mới là tuyệt diệu của đạo đó. Đừng chấp thật thì việc gì cũng dễ. Mà chấp thật rồi bị chướng ngại liền. Cái chỗ của ông là nó như vậy. Rồi mình chấp thật là bị chướng duyên. Còn yeah. Mình thấy nó là giả, không phải thật thì không có chướng duyên. Yeah. Phật cũng là có tướng. Ừ đúng yeah. Rồi, ngay chỗ đó đó. Yeah. Mình cho gia đình mình thật, vợ con thật, tiền bạc thật, của cải thật là chướng duyên. Yeah. Gia đình cũng giả, vợ con cũng giả, vật chất cũng giả. Yeah. Chỉ có cái tấm Phật là thiệt, chỉ có cái biết này là thiệt thôi. Như yes. Vậy là giải thoát, tự tại vô ngại. Yeah. Không có chướng duyên gì hết. Yeah. Cũng do mình mà ra, nhận yeah. Được là hết chướng duyên, không yeah. Nhận được là bị chướng duyên. Buông tất cả nó lợi hại cái đó. Buông tất cả các tướng hữu lậu thì, yeah. Thì hết chướng duyên. Yeah. Hiểu vậy là yeah. Hết chướng duyên luôn. Yeah. Rồi như vậy xong rồi đó. Dạ, xin cảm ơn ông Nam nhiều. Dạ. Yeah. Là quan trọng nhất là tôi cũng nhắc nhở toàn thể quý vị phải nhận ngay cái thân ngũ quẩn này. Là vô minh, là luân hồi sinh tử. Cái biết là Phật tánh, bất sinh bất diệt, không vô minh, không luân hồi sinh tử. Buông hết những cái không biết ra, sống thẳng với cái biết. Hiện tiền bây giờ, chứ không nói mai mốt. Hiện bây giờ đang thấy, đang nghe, đang biết. Thấy, nghe chỉ nghe, biết chỉ biết. Không cộng thêm vui buồn thương ghét, không cộng thêm ham muốn và dính mắc gì tất cả. Thì ngay đó, mình là Phật liền. Khỏi tu ngày nào, chắc chắn được thành Phật. Thần ái kính chào quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là vô niệm là như thế nào? Tại vì lục tổ có ba điều: vô niệm, vô trụ, vô tướng. Đó là căn bản của pháp môn Đại Thừa, căn bản của người kiến tánh thành Phật. Vô niệm tức là trong khi niệm mà mình không động niệm, trong khi niệm mà mình không vọng tâm, trong khi niệm mà mình không vướng mắc, gọi là vô niệm. Chứ không phải vô niệm là rỗng tuốt, không phải vô niệm là không biết gì hết như cây đá. Vì vậy mà vô niệm ở đây là không khởi niệm tà. Còn niệm chánh tức là niệm bản lai thanh tịnh, sống thẳng với cái lặng lẽ sáng biết của mình, rõ ràng, minh bạch, sáng rỡ. Đó là vô niệm. Rồi tới vô trụ, tất cả các cảnh đều đi qua. Ngày hôm qua nó qua rồi, ngày nay nó sẽ qua, ngày mai nó chưa đến, đều là không có dính mắc vào cái tâm chút nào cả, gọi là vô trụ. Rồi vô tướng, cái tâm này luôn luôn lặng lẽ sáng rỡ, không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, không dấu vết gì cả. Cho nên vô niệm, vô trụ, vô tướng tức là chân tánh, tức là Phật, tức là ngộ đạo. Thưa quý vị, trình bày đến đây đã dứt. Kính thưa quý vị, bây giờ cách tu dễ nhất là ngay bây giờ chúng ta sống ngay cái rõ ràng thường biết của mình. Hiện giờ mắt thấy liền biết, tai nghe liền biết, ai nói năng gì mình cũng biết. Cái biết đó thường hằng, bất sanh bất diệt. Cái đó là Phật tánh của chúng ta. Nếu ta sống với cái tánh thường hằng, sáng suốt, rõ ràng biết, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái lỗi lầm, những cái sa đọa, những cái sanh diệt, để mà trầm lưng theo con đường sanh tử. Cái người rõ ràng biết, thấy được lỗi lầm, thấy được sanh diệt, cái người đó là bất diệt bất sanh, cái người đó là Phật. Vì vậy mà chúng ta tu ngay cái chỗ này, hành ngay cái chỗ này, chứng ngay cái chỗ này, đắc ngay chỗ này, thì gọi là kiến tánh thành Phật. Cho nên mặc dù là kinh Phật rất nhiều, nhưng mà cũng nói không ngoài cái chỗ này. Đức Phật nói á, tự tâm tức Phật, tức tâm bà Phật, tự tâm tác Phật. Đó. Nghĩa là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Ngoài Phật thì không có tâm, ngoài tâm không có Phật. Đó là ở trong kinh A Di Đà. Rồi bây giờ tới phiên Đức Thích Ca, Ngài nói thẳng cái pháp môn thiền tông, kiến tánh thành Phật, tức là cái biết. Chúng ta sống ngay cái biết này, buông hết tất cả, không còn ô nhiễm, không còn vướng mắc, thì ngay đây chúng ta đã là Phật rồi. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng thế, Ngài nói chẳng nói vắn dài Phật nọ tức tâm. Đó. Nói dài là muôn ngàn kinh điển của Phật, bây giờ nhiều đến cái độ hơn 5.500 quyển, làm sao chúng ta coi hết, làm sao chúng ta học hết. Rồi giờ nói vắn, Đức Thầy nói trong sinh đảng giáo lý, giúp trong các luật các kinh phát yếu lại nội dung của đó, chỉ có 88.263 lời, thì chúng ta cũng không thể học hết. Rồi bây giờ bỏ hết hai cái này, tức là Đức Thầy cho chúng ta biết lúc này thế giới bi ai. Hiện bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang đau khổ rồi, đang chết chóc bệnh dịch, đang chiến tranh bùng nổ, làm sao khỏi, tai họa sắp đến được. Thì bây giờ chúng ta hãy tu mau, tu lẹ, tu gấp, tức là tu ngay cái chỗ chẳng nói vắn dài Phật nội tức tâm. Nghĩa là buông hết cái vắn trong kinh Phật ra, buông hết cái dài trong kinh Phật ra, buông hết cái vắn trong giáo lý Đức Thầy ra, chúng ta còn lại cái gì? Xin thưa rằng, buông hết kinh điển, buông hết sách vở, thì chúng ta còn lại cái biết. Kinh điển bỏ ra được, sách vở bỏ ra được, nhà cửa bỏ ra được, giường đất bỏ ra được, vợ con bỏ ra được, thân này bỏ ra được luôn. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái biết làm sao bỏ? Hiện giờ chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết, có bao giờ bỏ cái đó được không? Hay là nó hiện diện có mặt nơi đây? Chúng ta không thể trốn khỏi cái biết, chứ đừng nói chi là bỏ. Bây giờ tạm ví dụ, tôi thấy mặt trời, cái tôi biết mặt trời. Tôi thấy mặt trăng,
thì tôi biết mặt trăng đó. Tất cả cái bị thấy là mặt trời mặt trăng, còn cái người đang biết đang thấy mặt trời mặt trăng, cái người đó là tôi. Mặt trời mặt trăng có khi lặn khi mọc, có khi còn khi mất. Thế giới này có thể sụp đổ tan tành, nhưng cái biết bất sinh bất diệt. Như vậy có phải chăng là chúng ta buông hết cái có hình tướng nó phải hư hoại, có hình tướng nó là giả dối, mà cái không hình tướng là chân thật, không hình tướng là bất sinh bất diệt, đúng với câu là vô pháp tướng mới là thật tướng. Đức Thích Ca cũng nói như thế, là phàm sở tướng hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến trừ tướng phi tướng tức kiến như lai. Phàm tất cả những cái có hình tướng đều là dối giả, bằng thấy các tướng chẳng phải tướng là thấy được Như Lai. Trong kinh sách các thiền sư đều giải như vậy, nhưng mà làm cho người nghe khó nhận được. Bây giờ tôi nói một cách dễ hiểu hơn, rõ ràng hơn để chúng ta ai cũng nhận được. Bây giờ tất cả những cái vật trước mắt chúng ta mà chúng ta nhìn thấy được, những cái tiếng âm thanh bên tai của chúng ta mà chúng ta nghe được, thì cái vật bị thấy đó khi còn khi mất, cái âm thanh bị nghe đó khi có khi không. Còn cái tánh thật của chúng ta là đang thấy, đang nghe. Cái năng lực và năng lượng cung cấp cho chúng ta được thấy, được nghe, cái đó là Phật tánh, cái đó là bất sinh bất diệt. Chúng ta tu ngay cái đó, chắc chắn chúng ta thành Phật. Mỗi ý niệm sanh diệt chúng ta liền biết. Thì chúng ta là người đang biết được cái sanh diệt. Cái biết được sanh diệt, cái đó là bất sanh bất diệt, cái đó là Phật tánh, gọi là kiến tánh thành Phật. Vì vậy mà trên đường tu, mặc dù Phật nói nhiều, nhiều văn tự, nhiều lời lẽ, nhiều kinh sách, nhưng mà chung quy cũng chỉ là cái biết mà thôi. Nếu chúng ta buông được hết tất cả, trở về với cái biết, thì chúng ta kiến tánh. Buông hết tất cả, trở về cái biết, thì chúng ta thành Phật. Buông hết tất cả, trở về cái biết, thì chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vì vậy mà chúng ta trên bước đường tu, muốn thành công đắc đạo, thì chúng ta hãy trở lại với lòng mình, nhận thấy cái đang thấy, đang nghe, đang biết của mình, thì mới mong là thành công trên bước đường tu. Còn trái lại, nếu chúng ta tu theo sanh diệt thì đời đời sanh diệt, vô lượng kiếp cũng sanh diệt, không bao giờ thành công đắc đạo được. Vì vậy mà kính thưa quý vị, trên đường tu của chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải sống thẳng với cái bất sanh bất diệt, sống thẳng với cái thanh tịnh sáng suốt, sống thẳng với cái thấy biết rõ ràng, thì lúc nào chúng ta cũng là giác ngộ, lúc nào chúng ta cũng là giải thoát, lúc nào chúng ta cũng thành Phật. Kính thưa quý vị, để vui trong cái ngày Tết hôm nay, tôi cũng có ít lời nói lên để làm quà trong cái ngày vui của sinh nhật đến đây kết thúc. Thân ái kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nhân dịp xuân về, tôi xin kể một câu chuyện. Ngày xưa có người quy y với Đức Thầy, rồi xin xuất gia để lên núi tu hành. Thì Đức Thầy có trả lời, đạo là bổn phận. Nếu mình không làm trong bổn phận, rồi mình bỏ, trốn đi lên non vào rừng. Cái thân xác thì mình ở trên núi rừng, mà tâm hồn thì mình vẫn nhớ con, nhớ vợ, nhớ gia đình sự nghiệp. Thì như vậy, dù mình lên núi rừng cũng không hơn là ở tại nhà. Vì thế mà cái đạo giải thoát, cái ý Đức Thầy muốn nói là cái người muốn tu nên đạo, muốn thành công đắc đạo, thì nhận ngay cái tánh giác ngộ của mình. Ngài nói đạo là giác ngộ. Mà giác ngộ là cái gì? Giác là biết, chữ ngộ là gặp. Mình nhận được mình đang có cái biết,
thì đó là giác ngộ. Hôm nay tôi nói vấn đề cái biết nữa, thì chắc đồng đạo của mình từ trong nước, ngoài nước cũng hơi lấy làm thắc mắc. Tại sao ông Năm nói cả trăm chuyện, cả ngàn chuyện, cả muôn chuyện, cũng nói có cái biết này không? Đó. Là gì? Chư Phật ba đời cũng có một cái biết. Tôi dám quyết định thẳng thắn 100%. Bỏ cái biết này thì dầu tu tính chết cũng không bao giờ đắc đạo. Mà ngộ cái biết này dù không tu cũng là thành Phật. Vì vậy muốn giúp cho đồng đạo trong nước tới ngoài nước nhận ra chỗ này, khỏi phải cực khổ tu hành gian lao mà không thành công. Vì thế mà ở đây tôi muốn nói hành nhận ra cái biết đó là thượng sách. Thượng sách có nghĩa là làm không tốn công mà được kết quả cao. Trung sách có làm có hưởng. Hạ sách làm không hưởng cũng làm hoài. Ở đây tôi định nghĩa tam sách. Sách lược cao nhất là nhận ra cái biết. Đức Phật bước 7 bước khi mới chào đời, chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là trên trời dưới trời chỉ có cái biết này là trên hết, không còn cái gì khác hơn nữa. Đó là điều mà ta phải lưu ý. Rồi thêm nữa, tất cả mọi người trên thế gian này, nếu ai rời cái biết là chết ngay, không thể sống được. Mình sống được xác thân này cũng nhờ cái biết nó điều hành mình hàng ngày. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình làm, mình ngủ, mình thức, mình ăn, mình ở gì cũng đều là từ cái biết này mà ra cả. Vì thế mà mỗi lần tôi nói đạo, tôi không nói gì khác hơn là nói cái biết. Là vì quý vị đã nghe được cái biết nhưng chưa tỏ tường rõ ràng được cái biết thì phải nghe cái biết thêm nữa. Mà nghe cái biết tỏ tường rõ ràng rồi, chưa chứng nhập được cái biết thì phải nghe học hỏi thêm nữa. Mà nghe chứng nhập được cái biết rồi nhưng mà chưa thuần thục, có lúc biết lúc quên thì phải nghe thêm nữa. Vì vậy mà có thể nói nghe chừng nào đến thành Phật mới thôi. Còn chưa thành Phật thì quý vị nên mở đĩa, mở thẻ lên để nghe cái biết nữa, đặng mình thành Phật. Cái này mặc dù nó đơn giản, rất ít rồi, nhưng mà nó là tuyệt vời, không có một pháp môn nào qua được. Nếu cái biết của mình là cái năng lực được thấy, được nghe, được biết, bất cứ thấy cái gì, nghe cái gì, mình đều biết hết, mình đều nghe được hết, đó là của mình. Còn những cái ngoài mình, đó là vật bị thấy, bị nghe. Dù nhà cửa, dù ruộng đất, dù trời trăng mây nước, dù núi non sông rạch, mình thấy được, nghe được, đều là vật bị thấy, bị nghe. Mà bị thấy, bị nghe là có hình tướng. Có hình tướng thì phải hư hoại. Còn cái của mình, được thấy, được nghe, đang thấy, đang nghe, cái năng lực ứng dụng ra cho mình thấy, mình nghe, cái đó là Phật. Nó không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, cho nên nó bất sanh bất diệt. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Còn cái kia thì trên dương thế hữu hình thất hoại, có hình tướng đều là hư hoại. Nhận ra cái không hình tướng tức là thành Phật. Ngay bây giờ ai đang thấy? Ông Phật Thích Ca đang thấy cho mình hay là của ai? Ông Di Đà đang thấy cho mình hay là ông Di Lạc đang thấy? Ai đang nghe? Ai đang biết? Nếu không phải ba ông Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đang thấy, đang nghe, đang biết thì là ai? Có phải ông Phật của mình không? Như vậy thì ông Phật của mình đang ứng dụng cho con mắt mình thấy, đang ứng dụng ra lỗ tai mình nghe, đang ứng dụng cho mình biết, vừa thấy vừa nghe liền biết, đang nói, đang cười, đang thấy, đang nghe, đang biết. Nhận ra cái đó thì ngộ được ông Phật rồi. Tu ngay cái đó thì thành Phật. Chứ còn phải tu bao lâu nữa bây giờ? Đâu cần phải ngồi thiền năm theo đâm với ông Tam Tạng. Đâu cần phải là lại Phật 108 tới ngày như ở chùa lại sám hối. Đâu cần tu suốt đời làm hình tướng tụng kinh cỏ mỏ. Mà chỉ cần nhận ra cái biết mình thôi. Như vậy phải là dễ không?
tu dễ dàng như lấy đồ trong túi, tu dễ dàng như ăn bánh khỏi nhai, mà không chịu đi làm những cái việc không đâu, làm những cái việc mà vô lý không à. Vô lý là việc gì? Lại ông Phật bằng cây á, lại ông Phật xi măng á, lại giái ông độ tôi trúng số á, ông độ tôi làm giàu á, ông độ tôi mạnh giỏi á, đó phải vô lý không? Ông Phật xi măng, ông Phật bằng cây, biết cái gì mà độ? Mình có cái biết mới độ được chứ. Liền ông Phật bằng cây xuống xi măng cái ông trôi, cái mình đội lên mình chết đó. Như vậy là tôi độ ông Phật bằng cây đó, chứ ông Phật bằng cây đâu có độ tôi đâu. Ông Phật xi măng liền xuống nước cái chìm, tôi lặn chứ tôi mò đem lên, thì như vậy tôi độ ông Phật xi măng đó, chứ ông Phật xi măng có độ tôi đâu. Vì vậy mà hôm nay tôi xin nhắc một câu chuyện chính xác luôn, mà Đức Thầy trực tiếp nói luôn, để cho anh em mình lãnh hội cái chỗ này. Khi mà ông Năm Hia đó, tức là ông Lâm Văn Trung đó, ông là đại đội 80 của ông Lâm Lửa, ông đến quy Đức Thầy. Thì ông là người hiếu nghĩa, ông ăn chay 6 ngày, ông với cái ông chú ruột của ông. Cái làm lễ quy xong rồi, cái ông mới bạch Thầy, hồi đó con theo hiếu nghĩa, ăn chay 6 ngày. Giờ quy Thầy rồi, thôi con trở lại ăn 4 ngày cho đúng theo quy tắc. Thầy cười. Thầy nói sao với ông nói vậy? Tu lên chứ sao tu xuống? Tu quy băng chay 4 ngày là cho những người chưa tu, chưa biết tu. Kêu họ ăn nhiều họ ăn không nổi. Tôi phải tập cho họ ăn 4 ngày lần lần. Còn mấy ông đã biết tu, đã ăn 6 ngày rồi. Thì bây giờ mấy ông lên, ăn 10 ngày ăn chay trường luôn mới phải. Chứ tại sao tu không tu lên, tu xuống? Đó, rồi một cái đó là điều thứ nhất anh em mình lưu ý nha. Nhớ tu lên chứ đừng tu xuống nha. Ai ăn chay ít thì ráng ăn chay nhiều nha. Chứ đừng có ăn chay nhiều mà tuột xuống, nhớ nghe. Rồi còn cái điều nữa, Thầy nói với ông quy y tôi là quy y với ông Phật sống nha, ông Phật ăn nói làm nha, chứ không có quy y với ông Phật chết nha. Ông Phật chết là ông Phật không biết nói, không biết làm, không biết ăn, là ông Phật bằng cây, ông Phật bằng xi măng. Đó, cái bữa đó đám giỗ nhà tôi, có đó tôi cúng cầu hai sinh sĩ đó, anh em đồng đạo lại đông lắm, ông mới kể câu chuyện đó, rồi ông mới giải thích, ông nói ông Phật bằng cây bằng xi măng là Phật ở chùa, còn Phật sống là thầy mình, quy y với thầy mình đó, thầy ăn, thầy nói, thầy làm, thành ra quy y với thầy chứ không quy y Phật trong chùa. Thì hồi lúc đó đó, mình nghe cũng thấy hay rồi, nhưng mà tới bây giờ tôi hiểu đạo, tôi thấy được cái chỗ cao siêu của đạo thì tôi mới thấy cái đó chưa phải nữa. Đức Thầy nói quy với ông Phật ăn nói làm là quy với ông Phật của mình, tức là đói mình biết ăn, làm việc mình cũng lấy cái biết này làm, nói chuyện cũng lấy cái biết này nói, thì nhận ra cái biết này, tu ra cái biết này, cái năng lực cung cấp cho mình được biết, cái năng lực cung cấp cho mình được nói, cái năng lực cung cấp cho mình biết làm, cái năng lượng đó là Phật. Nhận ra chỗ này, tu ra chỗ này, tức là tu với ông Phật ăn nói làm. Mà tu như vậy thì chắc chắn thành Phật, không khi nào xa chạy. Thì hôm nay cũng cái ngày vui sinh nhật, tôi cũng gửi đến quý vị lời chúc quý vị được thân tâm an lạc và sáng suốt tinh thần, để nhận ra cái biết này, tu thành Phật, khỏi tốn công cực khổ gì hết, vừa độ mình, độ được gia đình và cứu độ được tất cả chúng sanh. Ít lời đến đây đã dứt. Thân ái kính chào toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Thầy nói đời tới rồi. Tu pháp môn thông thường chậm chạp không kịp. Phải tu phải pháp môn thành Phật liền mới giải quyết được luân hồi sinh tử. Yeah. Mắt tha ha, mắt tha mắt huệ tức thì. Tai tha tai tỏ lời gì cũng thông. Thân ý tha cũng không hề buộc, thân nhẹ nhàng ý được tịnh minh. Đó. Nghĩa là con mắt mình thấy sắc thì mình đừng nhiễm sắc, tôi thấy tôi biết thôi. Không nhiễm không duyên theo, tai nghe âm thanh cũng không nhiễm âm thanh, mỗi rưỡi ý thân đều không cảm nhiễm. Cứ sáu trần sáu căn mình không để dính mắt cái nào hết thì phát huệ lục thông liệt, mắt tha mắt huệ tức thì.
tu theo đạo của thầy dạy nó mau kết quả như vậy. Bây giờ con mắt thấy thì chỉ thấy thôi, đừng có chạy theo sắc đẹp, đừng có chạy theo sắc xấu. Tai nghe thì chỉ nghe thôi, đừng chạy theo tiếng hay, đừng chạy theo tiếng dở. Mũi lưỡi ý thân cũng như vậy, thấy nghe hiểu biết không cảm nhiễm, ngay đó mình ngộ đạo liền, ngay đó mình phát huệ liền, ngay đó mình chứng quả liền, chứ không có phải lâu lắc gì hết. Hiện bây giờ đó, nếu ông Phật ngồi đây thì tôi bỏ cái bàn cái cọp. Cái tiếng cọp này á, ông Phật cũng biết, tôi cũng biết, mấy chú với anh em đều biết hết. Đừng có đem cái đầu vô suy nghĩ. Đem cái đầu vô suy nghĩ thì mỗi người tư tưởng khác nhau, không ai giống ai. Thấy đời dị vọng đồng sàng mà kinh, hai người nằm một giường mà nằm chim bao cũng không giống nhau. Bây giờ cái biết nghe tiếng cọp thì chỉ tiếng cọp thôi, đừng suy nghĩ gì hết. Cái lặng lẽ thanh tịnh sáng biết này, cái đó là Phật. Phật cũng cái này, mình cũng cái này, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng cái này, tất cả chúng sinh đều cũng có cái này. Nhận được cái này rồi, hết khổ đau, khỏi luân hồi sinh tử, thành Phật. Còn không nhận cái này, nhận cái thân giả này, mơ mốt chết đem chôn. Nhận của tiền vật chất này, mơ mốt tan hoại hết. Có hình tướng đều là hư hoại, không có gì đâu hoài hết. Mà cái vô pháp tướng mới là thật tướng. Cái lặng lẽ thanh tịnh rõ ràng biết đang chiếu sáng cho mình, mình thấy, mình nghe, mình biết, cái đó không già, không bệnh, không chết, nó là Phật. Nhận ngay cái chỗ này thành Phật liền, khỏi tu từ thấp lên cao. Cái này là Như Lai Thượng Thượng Thiền, sức thế gian Như Lai Thượng Thượng Thiền, chứ không phải tu thiền cái kiểu kia lâu lắc lắm. Ngồi rồi lâu lắc lắm, nằm rồi cũng lâu lắc lắm, không nói ngồi nằm chứ, sống ngay cái biết là được rồi. Tất cả cái không biết đều buông hết thì mình là Phật. Như vậy đó, ai tu cũng thành Phật hết đó, dễ lắm. Kính thưa quý vị, qua đoạn giảng của Đức Thầy, ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các thánh đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Đây là ở trong cái quyển tư gọi là Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy viết 1939 tại Tổ Đình. Tại sao Đức Thầy nó khuyên tăng đồ cùng các thánh đồ? Là tại vì cái chỗ này là cái pháp môn bình đẳng, cái pháp môn kiến tánh thành Phật, cho nên nó tuyệt vời cái chỗ không phân biệt tại gia xuất gia, cũng không phân biệt nam hay nữ, cũng không phân biệt kẻ xa người hèn. Nếu người nào ngộ được thì đắc đạo, cho nên thầy mới nói trùm hết cái câu đó, dù tăng đồ hay tín đồ gì cũng nghe theo cái bài kệ này để tu mà đắc đạo. Tức là mấy câu quan trọng, nghe cạn lời chớ có mơ hồ. Bây giờ mình có cái lỗ tai, mình nghe. Khi còn cái tiếng động là mình nghe, khi còn lời nói thì mình nghe. Nhưng mà bây giờ hết lời rồi, đâu có hết cái nghe. Nghĩa là mình nghe cạn lời, hết lời luôn, mình vẫn còn cái tánh nghe. Hằng nghe tự tánh của mình, lúc nào vẫn nghe, vẫn biết. Cái đó là Phật tánh, cái đó là đạo đức, cái đó là Niết Bàn, cái đó là Phật. Cho nên khi mà nhận cái chỗ mà nghe cạn lời rồi, không mờ hồ nữa, đây là tánh Phật, tức là tánh nghe. Chính ông A Nan ngộ cái tánh nghe đó, thành Phật liền, khỏi tu ngày nào hết. Thì mình cũng vậy, nhận cái chỗ nghe cạn lời chứ có mờ hồ, thì tu ngay chỗ đó, ngộ ngay chỗ đó, thì chắc chắn chứng đạo, chắc chắn thành Phật. Đại ý là như vậy. Dạ, con xin cảm ơn ông Năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, cũng có đồng đạo muốn hiểu thêm về cái đề tài kiến tánh thành Phật, thì hôm nay tôi xin kể cái câu chuyện của ông Mã Tổ có liên quan về vấn đề kiến tánh thành Phật. Một bữa đó, Mã Tổ nói với các đệ tử: các người hãy theo ta đi lên làm phận sự cuốc đất trồng rau như thường lệ. Chiều nay ta sẽ nói các phần bí mật màu nhiệm của đạo pháp cho các ngươi nghe. Rồi các đệ tử đồng lấy cuốc rồi đi theo Mã Tổ để mà làm theo thường lệ cuốc đất trồng rau cho tới chiều về. Sau khi về tắm rửa nghỉ ngơi rồi thì Mã Tổ mới lên cái pháp tòa ngồi theo thường sự như thuyết pháp mọi bữa vậy đó.
thì các đệ tử cũng vậy, tắm rửa xong xuôi hết rồi mới quỳ xuống nói bạch sư phụ, chúng con hôm nay để nhờ sư phụ thuyết cái pháp huyền diệu bí mật để cho chúng con nghe, để con tu hành giải thoát. Thì Đức Mã Tổ mới đứng dậy, căng hai tay ra, nói cái pháp huyền diệu ta đã nói hết cho các ngươi rồi, chứ đâu còn giấu giếm gì nữa đâu mà phải nói. Thế các đệ nó bạch hòa thượng, sao các con chưa biết gì hết mà hòa thượng nói, hòa thượng đã nói hết rồi. Đức Mã Tổ nói rằng hồi lúc ta đi, ta kêu các ngươi lấy cuốc theo ta, các ngươi nghe cái lời kêu gọi của ta, các ngươi lấy cuốc theo ta, các ngươi đi. Ta cuốc đất thì các ngươi cũng cuốc đất theo ta. Cuối cùng ta bảo về, các ngươi cũng đi theo ta về. Như vậy là pháp ta đã nói hết rồi, chứ còn cái gì ta không nói đâu. Ta không có cái biết tại sao ta biết làm như vậy, các ngươi không có cái biết tại sao các ngươi biết đi theo ta, các ngươi làm. Ta làm, các ngươi làm theo. Cái đó ai dạy các ngươi? Bắt chước theo ai? Hay là tự nhiên các ngươi biết? Thì cái tự nhiên biết đó là ông Phật của mình. Nhận ra cái chỗ này thì là quyền diệu đó, là màu nhiệm đó. Chứ đâu có phải quyền diệu hay màu nhiệm ở đâu đâu. Đó là câu chuyện của ông Mã Tổ để chứng tỏ Phật là cái biết. Chứ mình đừng tưởng ông Phật là xa xôi hay là cái gì trên trời dưới đất. Thì cái đang biết của mình đó, đừng có cộng thêm vào vui buồn thương ghét, đừng có cộng thêm vào tham sân si, lúc nào cũng lặng lẽ thanh tịnh sát biết. Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh, cái lặng lẽ biết vô sanh thường hằng, cái đó là Phật. Nhận ngay cái đó rồi gọi là kiến tánh thành Phật. Bây giờ tới phiên Đức Thầy chúng ta có dạy cái chỗ đó không? Kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy rõ ràng chính xác, nhưng tại người ta không biết. Cho nên mình phải nhận những cái sâu sắc, cái màu nhiệm mới thấy được cái chỗ cao siêu. Xe xua nói cười cười, cao sâu lý diệu vàng mười khó mua. Trần gian thiếu trái thì chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Đó, người ta tưởng đâu ông Phật là lên trời xuống đất hay đàn dân giá võ gì, ở đâu bên Tây Phương hay ở đâu Ấn Độ, Trung Quốc, chứ không phải. Ông Phật ngay cái chỗ xe xua nói cười cười đó. Mình nói ông Phật ra tiếng rồi mình nói, mình cười ông Phật cho mình cười, mình ăn ông Phật cho mình ăn, mình ngủ ông Phật cho mình ngủ, mình đi ông Phật cho mình đi, mình đứng ông Phật cho mình đứng. Thì lúc nào ông Phật cũng điều khiển mình hằng ngày hằng giờ, chứ đâu phải ông Phật ở đâu. Cái chỗ đó là cao sâu lý diệu và mười khó mua đó. Còn trần gian thiếu trái thì chua, tất cả những trái khác đều là chua hết, là sanh tử luân hồi hết. Chỉ có nhận cái biết là Phật, là ngọt, không sanh tử luân hồi, không già, không bệnh, không chết. Bây giờ mình già thì tôi biết tôi già, tôi đau thì tôi biết tôi đau, tôi chết thì tôi biết tôi chết. Cái biết già, biết đau, biết chết, cái biết nó đâu có chết. Cái thân này là thân giả, nó chết. Dành dật ở trên đời này có hình tướng đều hư hoại, còn cái biết không hình tướng đâu có hư hoại. Mặt trời á có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, nhưng mà cái chân lý vĩnh hằng là cái biết. Nhận ra cái này là Phật, chư Phật ba đời ngàn muôn vị Phật cao này cũng không nói khác hơn được. Chỉ là cái biết là Phật, không còn một pháp nào cao hơn, mà cũng không còn pháp nào khác nữa. Nhận ông Phật ở ngoài là ngoại đạo, mà ông Phật là cái biết trong lòng mình thì chánh đạo. Nhận ở ngoài là mình đi lạc và tà kiến, mà nhận ông Phật trong lòng mình là chánh kiến. Thế ra cục cây hay cục đá cả ngàn năm nay nó đâu biết gì đâu, còn mình thấy biết liền mà, đâu có ai cả không cho mình biết đâu. Thì cái biết đó là Phật. Nhớ cái chỗ này, hành ngay chỗ này, tu ngay chỗ này, đắc ngay chỗ này, chứ không có đâu nữa trời. Thấy tâm cứ thấy thế tâm, bỏ tâm tìm Phật thì luôn công tu học. Mà tâm muốn thấy, chớ tầm trên giấy, hãy tầm trong lòng mới thấy ra. Cái tâm mình ở ngay đây mà mình không nhận, mình coi ở trong kinh, trong sách, mình kiếm ở đâu, rồi đâu có. Kinh giấy mực đốt cũng cháy, thảy nước cũng chìm, như Phật cháy, Phật chìm nha.
Thành ra Phật là tâm không hình tướng, đốt không cháy, giận không kịp, vậy mới thiệt thật. Hay lắm, hiểu rồi hay lắm. Tuyệt vời luôn, cái gì cũng là mình biết hết trơn, không có cái gì qua được cái biết mình trơn. Ngủ cũng biết, thức cũng biết, đi cũng biết, đứng cũng biết, nằm cũng biết, ăn cũng biết, ngồi cũng biết, nói là cái gì cũng biết hết. Cái biết đó không có rời mình giờ lúc nào, mình đi trốn nó cũng khỏi. Bây giờ mình trốn ra khỏi được hư không? Mình lặn xuống nước thì mình bay ra đâu đi nữa cũng ở trong dòng hư không, không ra khỏi được. Thì như vậy đó, mình không trốn được cái biết. Mình nghĩ làm nghĩ dữ nó cũng liền biết, mình làm phải làm quấy nó cũng liền biết, mình thành Phật thành ma cái biết nó cũng biết luôn. Cho nên nó không phải phải, không phải quấy, không phải lành, không phải dữ, không phải Phật, không phải ma, mà nó là cái sáng rỡ lặng trang, biết hết tất cả lành dữ Phật ma. Cái đó là Phật chính xác của mình. Sống ngay cái biết này, không khởi niệm sanh, không khởi niệm diệt, không khởi niệm lành, không khởi niệm dữ, thì là Phật, khỏi tu ngày nào hết. Cho nên Đức Thầy nói đó, lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây, nhiệm màu với quyền bí ngay đây nè, chứ không ở đâu trơn á. Mình chạy theo ngày qua là mất nhiệm màu quyền bí, mình nghĩ tới ngày mai cũng mất nhiệm màu quyền bí, mà hiện bây giờ nó đang biết, đang thấy, đang nghe, đó là nhiệm màu quyền bí. Buông hết tất cả, chỉ còn cái của mình thôi thì mình là Phật. Còn cái biết này nó dính cái gì thì nó bị kẹt cái đó, cho nên không làm Phật được. Mà thật sự ra thì nó không có dính, tại mình làm mình cho rồi dính đó. Hồi nhỏ tới lớn mình thấy biết bao nhiêu cái thấy không? Thấy trời trăng mây nước, thấy đầu phố, thấy nhà cửa, thấy xe ngựa, thấy đủ thứ hết, núi sông kinh rạch thì thấy hết. Nếu nó bị dính thì bây giờ tại sao mình vẫn còn thấy này? Bây giờ mình nhìn cái gì thấy nấy này. Như vậy mấy chục năm nay mình thấy đâu có dính gì đâu, được nghe cũng vậy đó. Bây giờ trời gầm sấm nổ cũng nghe, bơm bay đạn rấy thì cũng nghe, rồi mấy chục năm nay vẫn nghe, hiện bây giờ cũng đang nghe nữa. Cái nghe nó bị dính sao nó không kẹt ngay đó đi còn nghe được. Yeah. Thì như vậy cái thấy không dính, cái nghe không dính, thì cái thấy cái nghe là Phật đó. Tu ngay đó thì Phật đó. Khác hơn cái là chúng sanh thì trụ, còn Phật thì vô trụ đó. Thấy cái gì biết cái gì qua rồi thôi cho đi luôn. Còn mình thấy cái trụ lại, thấy không? Ai nói nặng câu nhớ hai ba ngày chưa quên đó trụ đó. Ai nói gì đó tôi quên luôn, vô trụ thì tao là Phật. Chỉ có vậy thôi. Ai chữ bác tôi cũng quên luôn, ai đánh đập tôi cũng quên luôn, đó là Phật. Còn bây giờ ai làm gì cái mình giận hờn mình nhớ rồi đó, hoài mình thù ghét rồi đó, đó trụ đó là chúng sanh. Bây giờ là có phước duyên lắm, thầy mới ân huệ cho mình nói ngay cái chỗ thành Phật liền đó. Chứ hồi xưa đấy tu trần ai đâu có nói mấy pháp màu nhiệm này, vậy làm lành lắm dữ, làm không quả rồi không. Từ năm 10 năm hầu thầy chưa nói. Tới cái ông mà Mã Tổ đó, nhớ không? Mà đệ tử ổng là ông Hoàng Bá đó, nơi ổng cầu đạo thì ổng cho làm thị giả mỗi bữa bưng mâm cơm lên, thấy không? Cái ổng bẻ cái bánh làm hai, ổng đưa ổng ăn phần nữa rồi ổng đưa cho ông này phần nữa. Ổng khai ngộ đó mà ông này cũng không ngộ. Mà như vậy đó, theo hầu thầy bưng bánh bên bài vậy là 3 năm đó, không ngộ nhiều. Cuối cùng cái bữa đó ông dắt đi vào giường thì thấy ông bày le le tay ra. Cái ông hỏi cái gì đó con? Cái ông học trò ông nói bạch thầy con vịt trời. Rồi ông nói nó đi đâu rồi? Cái ông học trò ấy nói nó bay qua rồi. Thì ông Mã Tổ ông déo ông Hoàng Bá cái lỗ mũi cái đau quá là ông là cái quá nè. Thì ông nói nó đi qua rồi sao còn biết đau đó.
thấy chưa, khai ngộ đó. Đưa cái bánh cho mỗi ngày mà không ngộ được là nó cái thấy. Tôi cầm tay tôi đưa ra là cái tâm tôi đưa, mà chú dòm thấy, cái thấy của chú là Phật đó. Nhưng mà 3 năm ông này ông không ngộ, mà ông không giải. Cuối cùng sao cái ông mới déo cái lùi bụi cho đau. Đau thì cái người biết đau được đó. Cho nên nó nói bay qua rồi sao còn biết đau la cái qué đó. Thì ông này cũng nhận được. Ông nhận được mà chưa tặng do giác ra mới ngộ meo meo thôi. Bữa đó hỏi đó rồi ông hát một tiếng cái ông này giật mình điếc lỗ tai được 3 lần. Thì nó mới triệt ngộ đó. Khai ngộ cái thấy. Là chưa ngộ nổi sao khai ngộ cái biết là nhéo ra mũi cho đau. Cái biết đau, cái nhìn thấy cái gì cũng thấy là biết, không là Phật. Cái biết đau cũng là Phật. Thì ông này ngộ meo meo rồi. Ông hét rồi ông cái biết lỗ tai 3 ngày luôn. Tức là cái nghe đó. Ông la cái gì phải nghe. Mà nghe cái này quên hết trơn. Cái buồn vui thương ghét quên hết trơn. Tất cả những cái khác thì ngay lúc đó là ngộ Phật. Thì ông này ông ngộ đạo. Yeah. Rồi tới sau ông này á, ông mới thiết lệ học trò nghe. Mà gặp cái ông học trò là ông hy dẫn. Lại là ông còn tuyệt vời hơn thầy nữa. Ông mới kể lại ta ở trong cái hội của Hoàng Bá đó. Nè, ta ở cái hội với Mã Tổ đó. Mà ông Mã Tổ hát một tiếng á, ta phải biết của ta 3 ngàn. Thì ông hy vận là ông nghe nói vậy ông le lưỡi ra, ông ngộ đạo. Thì ông Mã Tổ ông nói á, cái biết á mà bằng thầy đó thì kém hơn thầy nữa đức, mà cái biết hơn thầy thì đáng kiềm trao. Tức là ông nói ông hy vận hơn ổng, ổng trực tiếp bị ông thầy hét điếc lỗ tai mới ngộ, còn ông này ông nhắc lại thôi. Mà ông này ông chỉ nghe đắc lại thôi mà ông ngộ đạo, cho nên ông nhạy bén hơn ông thầy nữa. Cho nên ông truyền pháp cho ông này là tỏ ngộ, hy vọng. Đó, cái này cũng là cái pháp môn kiến tánh đó, nãy giờ tôi nói đó là pháp môn kiến tánh không đó. Nhưng mà cái cách độ đời mỗi người mỗi khác. Đó. Bây giờ tới riêng thầy mình, đời nó hết rồi. Thầy không có bắt buộc mà lâu nữa, khai ngộ liền. Cho mình nhận liền để mình tu cho kịp. Chứ nếu để theo hậu 5-10 năm chết rồi còn đâu tu. Còn một ông nữa lại cầu đạo. Ông thầy ông nói hoài không chịu ngộ. Bữa đó ông kêu lại. Cái ông để cái cửa hở vậy nè. Cho ông thầy ông trời vừa bước vô cái ngạch cửa đó. Ông đóng cái dập nát cái chân kia. Thì chừng đó ông trời mới tỏ ngộ. Què cái chân luôn mới tỏ ngộ. Đó là tỏ ngộ cái gì biết không? Là vì ông nói ông giải hoài, cứ chạy theo văn tự hoài đâu có ngộ. Đóng cái chân đau quá đau thì phải nhận ngay cái biết đau là thật rồi. Chừng đó ông trời ông tỏ ngộ. Nó là tại với nơi con ngộ đau rồi. Mình ngộ đau phải què hơn cái chân vậy đó. Còn bây giờ thầy ngộ cho tôi. Thầy chỉ cho tôi nói cho anh biết cái biết này nhận liền, có bị què chân, có bị đau đớn đâu, hay có kẹt 5-7 năm đâu. Mà bây giờ mình nghe được liền nè, mình có phước hơn người xưa dữ lắm đó. Rồi tôi đó không là chỉ vô rồi tôi phải 40 năm. 40 năm mới ngộ được cái tự tánh này. Chứ phải dễ đâu. 40 năm ba cầu đạo thiết tha mới hay ra được Phật tích là ta, cái này đi đó đó. Là tôi nói tôi đó. Còn bây giờ mấy chú nghe thì nói ngộ liền bây giờ. Đâu có mất 40 năm. Đỡ hơn biết đi, thấy không?